Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 2 tháng 12 và ngày 3 tháng 12 năm 2023. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao là lục địa có cường độ ổn định, rãnh áp thấp xích đạo có trục giác qua 4 đến 6 độ vĩ bắc lùi về phía nam và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua bắc trung bộ hoạt động ổn định. Những nhiễu động gió đông trên cao có xu hướng suy yếu dần. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi. Ngày nắng yếu, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Quầy khơi sóng cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Dự báo thủy văn. Mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m85 xuất hiện lúc 5 giờ ngày 3 tháng 12, thấp nhất âm 0m90 xuất hiện lúc 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 12. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m94 xuất hiện lúc 10 giờ ngày 3 tháng 12, thấp nhất 0m89 xuất hiện lúc 2 giờ ngày 3 tháng 12. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và một số tỉnh thành trong cả nước.